Quý vị và các bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến, hôm nay ngày 9 tháng 6 năm 2020, Nguyên Audio thị xã Phú Thọ chuyên âm thanh hàng bãi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn hôm nay cửa hàng về được 6 cặp loa Pioneer đến từ đất nước Nhật Bản. Rất là nổi tiếng của hãng Pioneer, đó là 6 cặp loa mang 3 model khác nhau. Mỗi model thì sở hữu 2 cặp. Hai cặp đầu tiên là hai cặp loa Pioneer CS979. Hai cặp tiếp theo là hai cặp loa Pioneer CS989 và hai cặp cuối cùng là hai cặp Pioneer CS991. Sáu cặp loa này thì nó đều sử dụng 4 đường tiếng trên một thân thùng, bát 30 cm, màng giấy gân lụa và sử dụng một loa chung, một loa chép giấy và một loa siêu chép quý vị nhé. Dòng này thì về tại cửa hàng Nguyên Audio, 6 cặp loa này thì trong tình trạng đẹp xuất sắc, có đầy đủ chân về, chân loa vẫn còn đầy đủ về, đẹp xuất sắc và bao ship cho quý vị nguyên bản 100%. Một lát nữa thì Nguyên Audio sẽ báo giá cho quý vị và các bạn từng cặp một. Bây giờ Nguyên Audio sẽ xin giới thiệu cho quý vị và các bạn hai cặp loa đầu tiên là hai cặp loa Pioneer CS979 sở hữu 4 đường tiếng trên một thân thùng. Một bát 30 cm, màng giấy gân lụa. Với gân lụa thì quý vị và các bạn chúng ta có thể chơi mãi mãi, không bao giờ phải thay đến gân của những dòng đô loa này. Sử dụng một loa chung giấy, một loa chép giấy và một chiếc loa chép thạch anh quý vị nhé. Dòng này thì sử dụng một chiếc loa chép thạch anh. Chân của nó thì vẫn còn nguyên về đấy ạ. Thùng vách về thì vẫn trong tình trạng là đẹp xuất sắc. Góc cạnh gọi là chưa bể lở xuất sẹo, gọi là một chút nào. Đẹp xuất sắc, zin nguyên bản, có trở kháng 8 ohm, công suất là 150W trên một thân thùng. Có kích thước chiều cao 90 cm, chiều rộng 38 và chiều sâu là 31 cm. Và hai đôi tiếp theo là hai đôi Pioneer CS989. Dòng loa này thì cũng đều sử dụng 4 đường tiếng trên một thân thùng. Một bát 30 cm, màng giấy, gân lụa, một sử dụng một loa chung, một loa chép giấy và một loa siêu chép. Dòng này cũng có trở kháng 8 ohm, công suất 150W trên một thân thùng. Thiết kế thùng gỗ lạng màu nâu đen, vân gỗ rất là sang trọng, có lỗ thông hơi bên cạnh chiếc loa chung và có đầy đủ chân về, cũng trong tình trạng đẹp như mới. Hai đôi cuối cùng là hai đôi loa Pioneer CS991, rất là đẹp. Dòng này thì cũng nó giống hệt đôi loa Pioneer CS989, nó chỉ khác có mỗi một chút là cái thùng thôi. Thùng của nó là thùng màu vàng vân gỗ thôi quý vị nhé. Khác có mỗi như thế thôi, còn đâu đều là trở kháng 8 ohm và công suất cũng đều là 150W trên một thân thùng. Đều có kích thước là như nhau, chiều cao 86 cm, chiều rộng 39 và chiều sâu là 31 cm quý vị nhé. Hai đôi loa này thì có chiều cao như nhau, loa bát, loa chung, loa chép thì như nhau, khác mỗi cái hình thức một chút thôi. Rất là đẹp. Và báo giá cho quý vị hai đôi loa đầu tiên Pioneer CS979 có giá là 11 triệu đồng. 11 triệu. Và bốn đôi loa, trong đó có hai đôi loa Pioneer CS989 và 991 thì bốn đôi loa này có giá đồng giá nhau là 10 triệu 500 nghìn đồng một cặp quý vị nhé. Quý vị và các bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc có nhu cầu đặt hàng đôi loa nào, xin vui lòng liên hệ cho Nguyên Audio theo số điện thoại là 0988 036 068. Nguyên Audio giao hàng toàn quốc. Quý vị nào mà chúng ta ở các tỉnh gần thì hãy đến tại cửa hàng Nguyên Audio giao lưu âm thanh theo địa chỉ là Nguyên Audio, đường Hùng Vương 35m, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Còn quý vị nào mà chúng ta ở xa không đến được cửa hàng thì chúng ta đặt hàng, Nguyên Audio sẽ gửi bưu điện mang đến cho tận nhà cho quý vị. Và trước khi nhận hàng thì quý vị và các bạn chúng ta được kiểm tra hàng trước khi giao tiền cho nhân viên bưu điện. Tất cả các sản phẩm về tại cửa hàng Nguyên Audio cam kết bao zin cho quý vị nguyên bản 100%. Hàng đẹp, zin nguyên bản. Quý vị và các bạn, chúng ta những ai chưa đăng ký kênh của Nguyên Audio thị xã Phú Thọ, xem xong video này, quý vị và các bạn chúng ta nhấn nút đăng ký màu đỏ bên dưới để nhận được những video mới nhất, nhanh nhất và chính xác nhất do Nguyên Audio đăng clip lên hàng ngày. Những sản phẩm chất lượng nhất về tại cửa hàng Nguyên Audio. Xin dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho Nguyên Audio. Xin chân thành cảm ơn ạ.